3 thôi là giao tán được, không phải mất công làm cỏ nha. Canh 53 nha. Mình làm mô hình đa thân thả ngọn. Đã giao tán rồi các bạn. Kiểu mô hình Brazil mình không thích, mình làm theo kiểu của mình. Mình thấy không, thằng thứ ba thì đã giao bán được, không phải mất công làm cỏ nha.
Thôi video cũng dài rồi, mình chào các bạn ở phần tiếp theo. Xin chào.